ngồi xem cái chương trình của anh. Và ngày hôm nay chị Quyên rất là hân hạnh để giới thiệu đến quý vị nam ca nhạc sĩ Công Thành và chị Liên. Và thưa quý vị, ngoài anh Công Thành và chị Liên thì chúng ta hôm nay phần trình bày là phần trình bày gọi là ngũ ca của Công Thành và Liên, Lillian, Harry Trúc và Philip Huy. Henry xin kính chào quý vị. Lillian xin được kính chào tất cả quý vị. Liên xin kính chào quý vị. Và Công Thành xin được kính chào tất cả quý vị. Và kính chúc quý vị sau đây để mở đầu chương trình liên khúc thật là vui đem đến cho quý vị. Cái sàn nhảy nó rất là nhỏ nhưng mà nếu mà quý vị có hứng thì xin kính mời quý vị cứ việc đứng lên nhảy New Wave. Let's go! Show your
These are things we can disguise. Be my lady.